Hello anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video lần này sẽ là Yaya Toure phiên bản Journeyman. Trước hết về khoảng tốc độ, sở hữu thể hình rất to khỏe. Thế nhưng tốc độ của cầu thủ người bờ biển Nga không đến mức quá chậm nếu so với những cầu thủ có hình thể chất tương đương. Nhìn chung in game, anh có phần nhanh hơn chỉ số một chút. Điều đó cũng giúp cho anh có thể đeo bám đối phương tốt hơn, hoặc cũng đủ cho những tình huống cần tốc độ cự ly ngắn khi tấn công. Và với hình thể chất vượt trội như vậy, anh sẽ mang đến sự ái ngại dành cho bất kỳ đối thủ nào khi phải đọ sức mạnh cùng với mình, giúp tuyến tiền vệ của anh em không bị lép vế so với đối thủ. Khả năng phòng ngự nói chung của Toure rất ổn, từ tắc bóng, tranh chấp đến không chiến, anh đều có thể làm tốt, trở thành một chốt chặn từ xa đáng tin cậy cho đội nhà. Dù sở hữu thể hình đồ sộ là vậy, cụ thể anh cao 1m88, nặng 90kg, thể hình trung bình, nhưng Toure không tỏ ra quá lề mề, ì ạch. So với những cầu thủ có thông số thể hình thể chất tương tự, Toure cầm bóng xoay sở ổn hơn rất nhiều, một vài trường hợp vẫn có thể cầm anh rơi bóng qua người được. Đâu chỉ thủ tốt, khả năng hỗ trợ tấn công của cầu thủ MC và Barca cũng khá tốt, trong đó vũ khí lợi hại là những cú đá đầy bắt tầm xa. Với một lực chân cực kỳ tốt sẽ luôn là mối hiểm nguy ngoài vòng cấm dành cho bất kỳ hàng thủ nào. Anh em có thể sút tốt với Toure với mọi kiểu dứt điểm, từ D, DD hay ZD, hoặc thậm chí là cả FD, anh đều có thể sút tốt. Chân trái hơi thiếu ổn định một chút thôi, nhưng tổng thể, mỗi khi có thời cơ ra chân, hiếm khi thấy Toure bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Nói tóm lại, Toure luôn mang lại cho anh em một cảm giác tự tin mỗi khi dùng anh sút bóng. Chưa dừng lại ở đó, khả năng phân phối bóng, kiến tạo của Toure cũng khá hay. Những đường truyền tầm ngắn hay cự ly dài của cầu thủ người bờ biển Nga luôn có độ chuẩn xác và độ hợp lý cao. Bên cạnh giúp cho việc xây dựng bóng từ dưới lên một cách trơn tru, Toure cũng không ít lần mở ra những đường truyền có tính sát thương lớn để mở toang đường đến khung thành của đối phương. Lối chơi của Toure có thiên hướng sử dụng cơ bắp, sức mạnh là chính, nhưng in game, đôi khi anh cũng có thể cho ra những đường truyền hết sức tinh tế. Tổng kết lại, đây là phiên bản mùa thường quá ngon của tiền vệ người bờ biển Nga, nếu không muốn nói là phiên bản mùa thường ngon nhất. Với những anh em đang sở hữu những phiên bản cũ hơn, có thể xem xét chuẩn bị hầu bao để nâng cấp lên. Và đó là bài review của mình về Yaya Toure phiên bản Journeyman. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này, và nếu thấy hay hãy cho anh một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.